Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang. Trong bản tin ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chuyển đến quý vị và các bạn những tin tức diễn ra trên địa bàn các huyện thành phố. Để đảm bảo các điều kiện phục vụ cho năm học mới cũng như tổ chức tốt ngày khai giảng, vừa qua đồng chí Dương Minh Hòa, Bí thư huyện ủy Xín Mần đã đi kiểm tra cơ sở vật chất tại các trường học thuộc xã Bản Ngò, cùng đi có lãnh đạo thường trực Ủy ban nhân dân huyện và một số ngành chức năng. Năm học 2014-2015, xã Bản Ngò có 965 học sinh thuộc các bậc học, trong đó bậc tiểu học là 414 học sinh, trung học cơ sở 253 học sinh, mầm non 298 cháu. Hiện toàn xã có 74 phòng học, trong đó phòng học kiên cố là 50 phòng, phòng học tạm là 24 phòng. Ngay từ đầu năm học, xã Bản Ngò đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phát huy mọi nguồn lực, chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học. Đến nay, 100% các trường học trên địa bàn xã đã tổ chức dạy và học theo đúng kế hoạch của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tỷ lệ học sinh đến lớp đạt trên 97%. Kiểm tra thực tế tại các trường, đồng chí Dương Minh Hòa, Bí thư huyện ủy Xín Mần đánh giá cao sự nỗ lực của các cấp ủy chính quyền xã, ban giám hiệu các trường trong việc triển khai nhiệm vụ năm học mới. Đồng chí yêu cầu xã Bản Ngò, ngành chức năng cần tăng cường đôn đốc các đơn vị, huy động các nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình nhà lớp học, nhà lưu trú học sinh thuộc các xã, đảm bảo hoàn thành một cách sớm nhất để có nơi ăn chỗ ở cho học sinh về nhập học. Các trường cần tổ chức dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên trường lớp, tạo môi trường xanh sạch đẹp, chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày khai giảng năm học mới để ngày khai giảng thực sự là ngày hội của toàn dân. Thực hiện kế hoạch của Thường trực Hội đồng Nhân dân huyện về việc giám sát thực hiện kế hoạch lao động sản xuất, vừa qua ông Vũ Duy Cử, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Vị Xuyên đã đi kiểm tra để nắm bắt tình hình sản xuất vụ mùa năm 2014 tại hai xã Đạo Đức và Linh Hồ. Theo báo cáo, vụ mùa năm 2014, xã Đạo Đức, Linh Hồ đã gieo cấy được 800 hecta lúa ngô, trong đó diện tích lúa mùa của hai xã gieo cấy đạt 100% kế hoạch với 600 hecta, chủ yếu bằng các loại giống lúa lai như San Yêu, Nhị Yêu, GS9, TH33, Việtlai 20, v.v. Trong quá trình lao động sản xuất, cấp ủy chính quyền địa phương và cán bộ khuyến nông xã thôn bản đã phối kết hợp một cách nhịp nhàng nên tiến độ gieo cấy được thể hiện theo đúng lịch thời vụ, đảm bảo sản xuất 3 vụ trên năm. Thời gian qua, tuy xuất hiện sâu bệnh trên các chả lúa, nhưng hai xã đã tập trung chỉ đạo nhân dân phun thuốc trừ sâu hại kịp thời. Đến nay, toàn bộ diện tích lúa mùa của hai xã phát triển tương đối tốt, nhiều diện tích đã trổ bông. Với diện tích ngô, hai xã Đạo Đức, Linh Hồ cũng trồng được gần 200 hecta, chủ yếu bằng các loại giống ngô lai năng suất cao. Hiện nay cây ngô phát triển tốt và nhân dân đang tập trung vun sới. Làm việc với các xã, ông Vũ Duy Cử, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Vị Xuyên đánh giá cao sự cố gắng nỗ lực của hai xã trong sản xuất vụ mùa năm 2014, đồng thời đề nghị lãnh đạo hai xã thường xuyên xuống các cơ sở, nắm bắt tình hình lao động sản xuất, tổ chức thăm đồng để đánh giá kịp thời, tiếp tục đôn đốc nhân dân và đưa ra những giải pháp quyết liệt hơn nhằm thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển của ngành nông nghiệp trong các làng xã. Vừa qua, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Quang Lương Tiến Dũng cùng lãnh đạo Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân huyện, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Văn phòng Hội đồng Nhân dân huyện đã có buổi giám sát tại xã Kim Ngọc về việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện đầu tư có thu hồi trong sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2014. Sau khi thành lập và triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư có thu hồi trong sản xuất nông nghiệp vụ xuân năm 2014, xã Kim Ngọc đã thành lập ban chỉ đạo phân công cụ thể cho các thành viên phụ trách các thôn bản, đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho nhân dân, nâng cao nhận thức về sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đầu tư cho nhân dân vay vốn để mua giống, phân bón. Xã Kim Ngọc đã triển khai ở 4 thôn, Nậm Mái, Nậm Vạc, Minh Khai và thôn Mâng. Có tổng số 63 hộ tham gia đăng ký, với tổng số tiền được vay hơn 145 triệu đồng. Qua quá trình thực hiện, hầu hết các hộ đã phát huy được hiệu quả đồng vốn vay. Tính hết ngày 20 tháng 8 năm 2014, xã Kim Ngọc đã thu hồi được hơn 122 triệu đồng. Tuy nhiên bên cạnh đó, trong quá trình thu hồi, còn một số ít hộ vay vốn chưa phát huy được hiệu quả trong quá trình đầu tư vào sản xuất, gặp không ít khó khăn về giống lúa, ngô và phân bón cung ứng cho nhân dân giá cao hơn thị trường. Đặc biệt, đối với giống ngô cung ứng cho các hộ trồng ngô tại thôn Minh Khai, bắp ngô không có hạt, việc đầu tư phân bón cho cây trồng chưa được chú trọng, năng suất đạt chưa cao. Qua kiểm tra tình hình thực tế, Đoàn Giám sát Hội đồng Nhân dân huyện Bắc Quang đề nghị trong thời gian tới, Ban chỉ đạo xã Kim Ngọc cần tập trung củng cố các tổ thu hồi vốn, tiếp tục đôn đốc vận động thu hồi toàn bộ số vốn đã ứng trước cho nhân dân. Đồng thời, số hộ bị diện tích thiệt hại do thiên tai, xã có những giải pháp tháo gỡ khó khăn và có cơ chế chính sách giúp các hộ ổn định đời sống. Ngày 27 tháng 8, Đảng ủy thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai nghị quyết hội nghị lần thứ 9, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11.
Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của huyện quán triệt những nội dung cơ bản của 6 chuyên đề nghị quyết Trung ương 9 gồm: Nghị quyết về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước, phân tích đánh giá tình hình kết quả cũng như những hạn chế nguyên nhân qua 15 năm thực hiện nghị quyết Trung ương năm khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc. Kết luận số 97 của Bộ Chính trị khóa 11 về một số chủ trương giải pháp tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Kết luận số 90 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện nghị quyết Trung ương 7 khóa 10 về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và một số vấn đề về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Qua hội nghị này, Đảng ủy, chính quyền thị trấn Cốc Bài, huyện Xín Mần, các đồng chí đảng viên cần cụ thể hóa và xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Trung ương đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Cá nhân các đồng chí đảng viên thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, vận động bà con nhân dân xây dựng phát triển văn hóa con người Việt Nam theo tinh thần nghị quyết và chương trình hành động của Ban Thường vụ huyện ủy Xín Mần đã đề ra. Ngày 27 tháng 8 tại thôn Bản Lạn, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê đã tổ chức ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhân kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và chào mừng Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tại ngày hội, lãnh đạo thôn thị trấn đã đánh giá kết quả một năm thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Bản Lạn là thôn được thị trấn Yên Phú và huyện Bắc Mê chọn làm điểm xây dựng làng văn hóa du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Toàn thôn có 35 hộ, hơn 200 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Tày. 100% các hộ trong thôn được sử dụng điện lưới quốc gia. 30 trên 35 hộ đạt tiêu chí gia đình văn hóa năm 2013. Toàn thôn chỉ còn một hộ nghèo. Thời gian qua, bà con nhân dân thôn Bản Lạn, thị trấn Yên Phú, huyện Bắc Mê luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, giúp đỡ nhau, chăm lo phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, xây dựng thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc. Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và chương trình xây dựng nông thôn mới đã được thôn triển khai sâu rộng trong cán bộ đảng viên và nhân dân. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thôn Bản Lạn nói riêng, thị trấn Yên Phú nói chung trong năm qua luôn được giữ vững ổn định và được công nhận thôn không có mại dâm ma túy, không có trẻ em làm trái pháp luật và an toàn về giao thông, phòng cháy chữa cháy. Ngày hội đã tổ chức phát động và ký cam kết giao ước thi đua thực hiện phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2014 và những năm tiếp theo giữa chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn với trưởng thôn bản tổ dân phố. Để tạo điều kiện tốt nhất cho công dân trong việc cấp đổi chứng minh nhân dân, ngoài việc thực hiện cấp đổi chứng minh nhân dân tại trụ sở công an huyện, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Quang Bình còn trực tiếp đến các xã thị trấn trong huyện để thực hiện công tác này. Cách làm đã tiết kiệm thời gian chi phí đi lại cho người dân, được sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Hôm nay tôi rất vinh dự được sự công an huyện Quang Bình xuống tại cơ sở Hương Sơn để cấp giấy chứng minh nhân dân cho tôi đỡ phải vất vả đi lại. Đội đã phối hợp với công an các xã thị trấn tăng cường công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, rà soát số người đến tuổi cấp chứng minh nhân dân, số người cấp đổi, cấp mới. Theo kế hoạch, năm 2014 sẽ tiến hành lập cấp chứng minh nhân dân cho công dân 15 trên 15 xã thị trấn. Từ đầu năm đến nay, đội quản lý hành chính về trật tự xã hội công an huyện Quang Bình đã thực hiện công tác lập cấp chứng minh nhân dân lưu động tại xã Hương Sơn cho gần 200 người. Có thể nói, việc cấp phát chứng minh nhân dân tại cơ sở, bố trí thời gian kể cả ngày nghỉ để phục vụ nhu cầu nhân dân đã mang lại hiệu quả cao, vừa rút ngắn thời gian của các khâu cấp phát, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khỏi đi lại xa chờ đợi. Đồng thời qua đó, kịp thời phát hiện xác minh nhiều trường hợp khai man, sai lệch thông tin nhằm bảo đảm cấp phát chứng minh nhân dân cho người dân chính xác an toàn. Chợ phiên Tùng Vài, huyện Quản Bạ không chỉ là nơi mua bán hàng hóa đơn thuần mà còn là địa điểm thuận lợi để xã tổ chức tuyên truyền chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước đến với đồng bào các dân tộc trong xã. Đến chợ phiên, chúng tôi nhận thấy ngoài việc buôn bán, người dân nơi đây còn coi việc đi chợ phiên là một nhu cầu giao lưu, trở thành nét đẹp văn hóa mang đậm bản sắc của các dân tộc. Hiện nay, trung tâm chợ xã Tùng Vài đã xuống cấp, nhiều dân hàng đã hư hỏng nặng. Để duy trì chợ phiên, vào ngày thứ 6 hàng tuần, Ủy ban Nhân dân xã huy động nhân dân đóng góp ngày công lao động của bà con nhân dân 11 thôn trong xã, tu sửa, san lấp mặt bằng, làm nền sân chợ, mở rộng thêm các gian hàng, khơi thông cống rãnh thoát nước. Với tinh thần tự nguyện của bà con nhân dân trong toàn xã, đến nay công trình tu sửa được 50% diện tích mặt bằng.
Dự kiến trong mấy ngày tới, chợ xã Tùng Vài sẽ được tu sửa xong, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân xã Tùng Vài, huyện Quản Bạ và bà con trong vùng lân cận đến giao thương trao đổi hàng hóa. Trong những năm trở lại đây, kinh tế nông nghiệp của huyện Mèo Vạc có những chuyển biến tích cực, đẩy mạnh xen canh tăng vụ, đưa các loại rau đậu vào gieo trồng, góp phần tăng thu nhập cho người dân. Vụ hè thu năm 2014, huyện Mèo Vạc tiếp tục đẩy mạnh diện tích trồng rau đậu các loại với 1.035 ha, trong đó cây đậu tương là 2.700 ha. Với đặc tính sản xuất xen canh, ngay sau khi thu hoạch ngô vụ xuân hè, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Mèo Vạc đã chỉ đạo các xã thị trấn trên địa bàn tiến hành sản xuất ngô lúa và rau đậu trong vụ hè thu, đồng thời cấp phát và bổ sung giống phân bón cho bà con. Các giống rau đậu chủ yếu là đậu tương, đậu xanh, đậu cô ve, đậu răng ngựa, đậu ván và các giống rau, bắp cải, rau đậu Hà Lan, bí. Hiện tại với những diện tích rau đậu gieo trồng sớm, nhân dân đã tiến hành chăm sóc làm cỏ, phun sới, số diện tích còn lại đang tiến hành làm đất, phát cỏ và gieo trồng. Đảm bảo thực hiện hoàn thành 100% diện tích trong tháng 8 này. Từ việc chuyển đổi phương thức sản xuất, đẩy mạnh xen canh tăng vụ, đưa các loại rau đậu vào trồng trên diện rộng đã góp phần tăng thu nhập cho người dân tại các xã thị trấn của huyện Mèo Vạc, từng bước xuống nghèo nhanh và bền vững. Từ sự thành công của việc thực hiện ngô vụ thu đông vào năm 2013, năm nay xã Thằng Mố, huyện Yên Minh tiếp tục chỉ đạo và vận động nhân dân mở rộng diện tích ngô vụ thu đông để nâng cao hiệu số sử dụng đất. Theo kế hoạch, vụ thu đông năm nay toàn xã gieo trồng 30 ha ngô. Tuy nhiên, do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nên tổng diện tích thực hiện được 40 ha với cơ cấu giống là NK4300. Giống ngô lai NK4300 đã được đưa vào gieo trồng tại những huyện vùng cao nhiều năm gần đây và được đánh giá phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu các huyện vùng cao núi đá. Do đó, cây ngô phát triển tốt, có chiều cao trung bình từ 70 đến 75 cm nên ít bị đổ do gió to, có khả năng kháng bệnh tốt và chiều cao ra bắp phù hợp. Cho bắp ngô to đều, bắp ngô có lõi nhỏ, hạn chế sơ đục, ít bị nấm mốc. Đặc biệt thời gian thu hoạch loại ngô này sớm hơn các giống ngô khác nên tạo điều kiện cho bà con kịp đưa vào gieo trồng thêm rau đậu các loại trong vụ đông. Xã Thằng Mố cũng là xã trên địa bàn huyện Yên Minh đã được công ty Syngenta chọn để thực hiện thí điểm mô hình ngô lai NK4300 và đã được đánh giá thành công. Cây ngô phát triển tốt cho năng suất cao. Thành công của mô hình chính là cơ sở để bà con nông dân có thêm giống ngô mới cho năng suất cao áp dụng vào sản xuất, không ngừng tăng thêm thu nhập, cải thiện đời sống gia đình. Đến nay, 40 hectare ngô thu đông trên địa bàn xã Thằng Mố phát triển tốt. Vừa qua, Ban chấp hành Công đoàn cơ sở khối Đảng đoàn thể và Văn phòng Huyện ủy Quang Bình đã tổ chức giải giao lưu thể thao thi đua lập thành tích chào mừng Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2014. Tham dự giải thể thao dịp này có 30 vận động viên tham gia thi đấu ở 4 môn gồm bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn và cầu lông. Các vận động viên tham gia thi đấu với tinh thần thể thao trung thực, cống hiến hết mình, mang lại những đường cầu, các pha bóng đẹp mắt. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao một giải nhất bóng bàn thuộc về Văn phòng Huyện ủy. Ở nội dung bóng đá, giải nhất được trao cho đội bóng đá khối Đảng. Giải nhất bóng chuyền thuộc về khối Đoàn thể. Ngoài ra, ban tổ chức còn trao một giải nhất môn cầu lông cho cặp vận động viên khối Văn phòng Huyện ủy. Giải thể thao dịp này đã tạo ra sân chơi lành mạnh bổ ích, góp phần tăng cường mối đoàn kết giữa cán bộ công nhân viên chức và các cơ quan đơn vị, tạo ra không khí vui tươi phấn khởi, góp phần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Thông qua đó, khích lệ phong trào rèn luyện sức khỏe cho cán bộ công nhân viên chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Sau 6 ngày thi đấu sôi nổi, hào hứng, chiều ngày 28 tháng 8, Ban tổ chức giải bóng chuyền truyền thống huyện Mèo Vạc lần thứ 16 đã bế mạc và trao giải cho các đội bóng có thành tích cao. Tham gia giải bóng chuyền lần này có 14 đội bóng, gồm 8 đội nam và 6 đội nữ, được chia thành 4 bảng, đấu vòng loại trực tiếp. Sau 24 trận đấu kịch tính hấp dẫn, hai đội bóng chuyền nam cụm 4 và cụm 6 đã xuất sắc vượt qua mọi đối thủ để thi đấu ở trận chung kết. Đối với nữ hai đội, cụm 2 và cụm 4 đã tranh tài ở trận chung kết. Theo đánh giá của ban tổ chức, trong các ngày diễn ra giải, các đội bóng đã thi đấu với tinh thần thể thao cao thượng, trung thực và đoàn kết. Nhiều trận đấu diễn ra sôi nổi, kịch tính với những pha bóng hay đẹp mắt, thu hút đông đảo khán giả đến xem và cổ vũ. Việc tổ chức thành công giải bóng chuyền huyện Mèo Vạc lần thứ 16 không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 69 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, mà còn góp phần thúc đẩy phong trào thể dục thể thao của các đơn vị trên địa bàn huyện ngày càng phát triển. Kết thúc giải, ban tổ chức đã trao giải nhất nội dung nam cho đội cụm 6,
nội dung nữ nhất thuộc về cụm 2. Bản tin cơ sở của Đài Phát thanh Truyền hình Hà Giang tới đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.